Nguyên do vì sao các bạn đi tìm nhà một thời gian rồi vẫn không có thể mua nhà được? Thứ nhất là do các bạn không tìm được những cái khu vực phù hợp với khả năng của các bạn. Nếu không tìm được khu này, chuyển qua khu khác, thậm chí qua bang khác mua luôn. Thứ hai, không tìm được người agent giỏi và thực sự có tâm xuất sắc để giúp các bạn win cái offer đó. Thứ ba là các bạn chưa có ready để mua, các bạn cứ chần chừ hoài và các bạn sẽ không mua được. Thứ tư, các bạn cũng nghĩ là sẽ có căn tốt hơn, căn đẹp hơn nhưng các bạn không quyết tâm để dành một căn. Thứ năm, các bạn sợ mua lầm. Các bạn yên tâm, cái gì cũng có giá của nó. Nó cao là có lý do của nó thấp cũng có lý do của nó. Và cái thu nhập của các bạn mua được ở khoảng giá nào, bạn nên chấp nhận với thực tế, thực tại sẽ giúp các bạn mua nhà dễ dàng hơn.